in search of no barrier. Bà dừng vào một chỗ kia và tỏ thiệt bây mật bà vẹn trong cầu. Bà vẹn trong cầu này cứ chịu vẹn trong nồi. Bà bỏ miên nấu trà nó còn ta xài ở tia lấy dương mưa trong nồi một thò bỏ dương mình. Bà đòi xa tại miên cạp xài tấu bây mật bỏ dương để miên chật chỉ nẹt phượng bồn tiến hơi sắp rõ chân dương tiếng nước nông bật tê nâng cao bật tê bàn bật đo chấm nuôi chịu bận to bận tốp sầm rạp cru xá đe từ chọn trấy rồi hái từ bàn sai lượng chọn sầm bạn trong bàn nom dọc nơi chấm nuôi từ đó là cru xá nâng tem bật đón đời xa tại dương mưa khơi thà cru xá này bật chia lùm ba tàu dạ mến đại dương bàn từ đó cô đào cứ plau chôn từ nông nâu nông phun pin những cây mến bàn tay nơi chi con bầm phốt nâu khang khnông sừng cắt chòm cháo khăn po sen chế bà tè bỏ cọt nưng cứ nêu cả đà chóp nưng vỉa sải hay miền tức khang cầu nưng miền tức phải chia đôi chia và màn nè tức tích là mồm này thế còn là tham miền tây cô xóm này nói chung vinh chẳng bà chẳng đó là pel cọt một vì rơ ệt chài vinh chẳng liệt pel đầm bay rồi một đồ bò trên trăm cua sa đôi sa ếch chay lụm mặn mặn lùi phím coi chuyện từ chọn coi chọn sập luôn này bà này bộ phun nước bò cồn một tám bà dọc sọp nó thật đột nó thật mà đó bà đã hỏi khi mình ấy tế bà nâng phía nó ở trong bàn dọc ông cò mà bào nâng tàu á mà bào ấy bị bào bị bề mà bề hà sập cổ lô chẳng mở rôi cổ lô bà ông cò mở rôi cổ lô cứ mình một bị khang ô khi nhóm lịch mục quạt bà ta hỏi là khang ông ca xa mà cũng chỉ tìm được xa ai dạ đó một bạn này dụ đọt một tay xo khê quạt chứ mô ấy thích nhầm lịch chứ mô quạt mô quạt chùi ủ bật thò mong có nâng mà báo hai nâng thạo với ca chấm nôn đọc mơn riêng bạn là bóng ơi lịch chứ mô bóng ấy bà đây bột nâng đạ tà na tê và tay con là đang có bóng mà bao nâng hãy nâng lùi đọc mơn riêng nâng cực chông bàn ôi đó là đầy nông ta hơi nông hồng con đã đạn đâu bị càng khối và bị bao và kháng bóng nó mặc báo tìm được sao bạn nó dụng tay xo khế mặc báo hơi nhóm này mặc bào và hãy nâng miền ở miền thạm vị ca và mang chia hà sập mơn riêng và hà sập mơn riêng để khi mà được là nếch kia chiếc xài phương để chọn ngày nóng ư bên lúc một bị lụi trái tật đầu tiền năng rồi hái luôn có dọc mò chọn nữa chọn vào sát chọn tiền năng mình men chỉ đặc biệt sát thế cứ đặc biệt sải tài khoản là sải riêng chấm râu tịnh và đó là pê chập đầm quạt dọc mò chọn hái sải nấy viên miên tầm nòi chán và sải nước tầm nòi chán chẳng nước côn tội bò hay côn mùi tiết con một tiết bảy ấy nâng cái mình cột bóng ấy nâng cái bóng kìa con pi nè con pi bà hay mũi nâng nóng tì tiết bà tâm pi khai tì bàn chân dương tâm mới nó chỉ lục bục nâu tè nắng và tâm chọc bọn nâng bà hay khi em xua tha ta một bò pu thực cả ấy và bên ấy thì mũi rồi ếch trái nâng nếu hả nâng cứ xài nâng nên tôi chọn nó chỗ tôi chọn lành nó to bị tôi nó mất quạt thà về để cô nó chọn nó còn là chập đang mưa khơi cô còn là rứ cô nó đuôi cặp mộc mà đó bị đuôi cặp mộc quạt nó phải nhấp tôi rút đỏ xài phừng và tôi đỏ xài phừng chỉ bằng toàn nâng tiềm năng bằng tay tôi đó vô một đó thằng kéo cô sập bạt thà pleem nâng tiềm năng nâng xài nâng nói chung với nhau hay khai pleem láng cứ tiền nâng cứ lịch tật tặng ở miền cái lái nhà lại quạt đại bàn này quạt nó tận nộp tiền kia lừa và chẳng cái lái nó cứ đầy tâm niệm và rồi nó hội bàn mà kia những tài phần nó bàn này chỉ cô sa đây là sai phương chọn nó dựng bàn nằm dọc nơi chùm nuôi nước bàn thật đỏ hơi bà thời chọc vì đường nâng còn miền chùm nuôi môi tiệt đá đại bàn dọc thật đỏ là hàng
មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាបាទមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានឹងតាមរយៈជំនួយរបស់លោកលក្រវុធបាទលោកលក្រវុធនិងលោកនិងអ្នកស្រីសែមឆៃណៃបាទឆែសែមឆៃណៃព្រមទាំងបុតបាទគាត់ដែលបានធ្វើបន់បច្ច័យ4ចម្រើនបជននឹងគឺយកអធិការទាំងអស់នឹងគឺយកមកជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាបាទដែលមានធិការចំនួនសរុបនឹង7000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបបាទបាទក្នុងនោះគាត់មានឈ្មោះក្នុងមានឈ្មោះក្នុងនេះគឺអ្នកដែលផ្ដើមធ្វើបន់នឹងដែលបានយកប្រមូលលុយទាំងអស់នឹងគឺមានលោកលក្ខសវណ្ណាបាទនឹងអ្នកស្រីស្រួយម៉ាឡាបាទលក្ខស្រីបាទនឹងលោកកេងវុទ្ធីបាទព្រមទាំងបុតបាទលោកលក្ខរវុធនឹងអ្នកស្រីសែមឆៃណៃព្រមទាំងបុតមានថតក្រុមគូសាបគាត់លក្ខសង្ហៀងបាទលក្ខចន្ទទៀងបាទនឹងលោកស្រីអឹងកំសេងបាទនឹងលក្ខសុកជាងបាទដែលគាត់បានយកថវិកាចំនួន1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចចំនួន7000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួយសម្រាប់ពេទ្យគុណធបុប្ផាដោយសារតែគាត់គិតថាពេទ្យគុណធបុប្ផាគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលផ្ដល់នៅសេវាថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ក្មេងៗតូចជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនតែងតែយកកូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដោយមិនគិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងហើយគាត់មានថវិកាតិចតួចក៏ពិតមែនតែជាការជួយចែករំលែកផ្សំគ្នាដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះដំណើរការទៅបានបាទអរគុណចំពោះលោកលក្ខរវុធនិងអ្នកស្រីសែមឆៃណៃព្រមទាំងបុតដែលបានយកថវិកាទាំងអស់នេះបានទៅដល់បាទហើយឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលអ្នកដែលបានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតបាទមានលោកមានលីណាបាទលីណាកន្លែងជួសជុលរថយន្តនៅថៃរសាលក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនតិចរថយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទគឺបឋមចំនួន20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយសម្រាប់ជនក្រីក្របាទហើយម៉ងដាវ៉នបាទនឹងលោកជំទាវចូលខាងក្រីក្រនឹងចំនួន100,000រៀលបាទឯកឧត្តមបាទឯកឧត្តមឯថាឧបធម្មឯកឧត្តមម៉ងដាវ៉ននឹងលោកជំទាវបាទ100,000រៀលបាទដឹងលោកទាំងលោកស្រីទេគាត់ដាក់ជាអក្សរអង់គ្លេសលូទីមាសនឹងនីឡែមជួននីឡែមជួរនៅអូស្ត្រាលីនៅមែលប៊នរដ្ឋមែលប៊នបាទឧបត្ថម្ភចំនួន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីបាទជូនទៅជនរងគ្រោះតាមរយៈហងមាសអេអូនេះជូនទៅខាងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែឆក់ត្រីបាទនេះលោកមកពីខាងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋមែលប៊នបាទលូតឌីមាសនិងនីឡែមបាទនេះលឹមជួរបាទបាទនឹងយ៉ាងម៉េចឯងគាត់ដាក់អសរដែរខ្វាកពេកអង់គ្លេសបាទតោះខាងហ្នឹងគេចាមកខាងខ្ញុំវិញគឺមានសប្បុរសជនយើងគាត់ឈ្មោះតាំងជុងផេងហៅអាទីនៅទីក្រុងបេងប្រទេសស្វីសចូលជាថវិកា30ដុល្លារទៅដល់បងស្រីដែលត្រូវប្តីស្លាប់ដោយសារឆក់ត្រីនោះចាហើយនឹងមានជំនួយ2អ្នកស្រីកឹមពុទ្ធិនិតនៅចំចៅ5ដុល្លារជូនអ្នកក្រីក្រទូទៅអ្នកស្រីកឹមរ៉ានីនៅកាណាដា50ដុល្លារចាហើយអ្នកស្រីហ្វុនពុទ្ធិរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក50ដុល្លារនិងអ្នកស្រីថេងមុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក20ដុល្លារអ្នកស្រីដាវតារាហ្វងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក20ដុល្លារអ្នកស្រីស៊ីដាវីននៅសហរដ្ឋអាមេរិក10ដុល្លារស្របទាំងអស់គឺ155ដុល្លារហើយក្នុងនោះគឺជូនទៅស្ត្រីដែលគាត់មុតកណ្ដៀវចាហើយដកកំពុងស្ពើចាដកតែ5ដុល្លារចេញទេជូនទៅអ្នកក្រីក្រទូទៅចាចាមានបន្តទៀតគឺចានេះគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះអូននេះនៅខាងក្រោយចាគឺចាឈ្មោះចារីលោកឆ្នាំពេទ្យនៅផ្សារអូឡាំពិកឧបត្ថម្ភ25ដុល្លារចាទៅដល់អ្នកស្លាប់ដែលឆក់ខ្សែភ្លើងចាហើយនឹងមានចាមានបន្តទៀតនេះគឺឈ្មោះអ៊ុយតាំងវឌ្ឍនៈចានៅខាងមលុបស្វាយវឌ្ឍនៈគាត់ឧបត្ថម្ភគឺ100,000រៀលចាកម្មវិធីមនុស្សធម៌បាទហើយនឹង
chú lục tăng ly hua hai là muối nơi protein cho chị thay vì cả hai phần đô la thật đó trái đây đây flap đây pha chạm trời chà hơi năng miên cầm hôn chà ni lệ ca roman son cho bon flap hai phần đô la chun đó chun rong rồi rồi ăn chay flap đây pha chạm trời chà bị chà hà phnom penh hà ni lệ ca phi bà hai lục sóc sầm bô mục độ bò chè kêu bằng riêng nấu chè lại chè sim sơn thơm mục bà đi chân đi phnom penh chấm nuôi ông có chấm nuôi mà pay kg từ đó chun rong kêu đại đại chọ xài phượng slap nấu chọ tray bà này gọt chui ông có mà pay kg bà hai có sầm ông côn chấm bột bảy mật bò dê đại bàn đo chè chấm nuôi thạp về cai chấm nuôi mustard tiếng ở này bà hai chỉ trông cày ní sôm sa clay đại sa sa bị chọc ta hơi sa tim muối đại bị chia bột ruột ruột nấu tam plau bay chật muối đại thà plau đại cầm bông đại chạm bị tông chạm chạm sập đại chụp chạm đỏ kêu ôp co sầm làm chạm bị tông nước tàu bạn chẳng quạt ngon ta hai đấy bạn chỉ túc đây vào trong ngay vào mai vào màn chỉ bay rồi màn tục trao mùa hè đấy về lúc trong bàn chụp cho muối nước ai đam bài chật vuông bạn bị chạm mùa hè đấy đam bay ở cầm ở bị chia bột ruột ruột nấu tam nông ngon quạt thà tam bất mình men chụp chạ tê đòi xa tê tục ở ca ôi khang phương cái đọ bộ cô phương chanh xanh đàm bấy chạ ôi phá lâu nâng ở phương riêng bởi bố chạ tớ với tự xa bộ cô phương bàn chẳng đọc bê lại cái đọ bàn hai cứ nâng chạp đàm chạ to từ tiệt hai hai tì bì phá lâu nâu vệ sinh phá lâu vệ sinh tha bà chìa bố đọt ruộng nâu tàm nông tha hối khăn nà à đây kê cầm bông thật phương chẳng gọt xông tầm mê ta tha tì muối xông ôi chạ tật phong đàm bấy cầm ôi hồi bì tì bì xông ôi đã chê sinh nha xâm quát cả lãnh cả thàn phong đàm bấy cầm ôi miền ca cụt nạ ni plau nâu vệnh sinh tì xa tì bay bọng chi bộ co nẹ lộ cả nát nâu xa ô rồi xây quạt thà ca lpi bảo màn ngay môn nữ thà miền hòng miếp sai thà dây mình mà nẹ chào thà quạt chỉ nẹ lùi bọn lòng cả nát bọ quạt tạm bất quạt thà tè bọ quạt ọt miền bọn lòng cả nát bọ quạt mà thong mà phây mơn tiền lưng tì tay bà hai chê y mà nẹ nâng quạt chở lòng pi kháng ná một đo phá nhà gà lành quạt tâu chỉ chào quạt thà chỉ nẹ đồ tàu bình chẳng quạt thà quạt chở lòng pi kháng cao tì mà nè đàn na sốc chất một chô phá nhà tè bọ quạt bài chỉ quạt chỉ nẹ bọn lòng tàu bình tì bà tay tạm bất cạp sai bọc nhóm còn nóng có ọt miền bàn chào tàu lưu khát chứ một tiền nà ấy tiền lịch bà màn đây bọc quạt quạt thà xô mọi bà chìa bọt bà giát tình ấy văn thầm ấy đặt thong mùi hơi ra tàu kì mà bọn lòng đồ thong mắt ra tàu đọc tè bà mứ làn à rất là khó áo tàu chú thằng ọ bà chân khang mà chạp tè đây quạt thà để bà nhà nâng tàu អត់ធឿនចឹងទេចឹងគាត់ឥឡូវនេះទៅជាធ្វើជាអ្នកបំណុលគេវាជាពាក់គេវិញតែគាត់ចង់ច្រានចោលថាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកកណាត់មកថងរបស់មីញុងទេបាទទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរកំពង់ដោពីមជីកង ស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមប្រជាដែលជាដតតឹងនៅខាងកំពង់ដោពីមជីកងគាត់ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរថាសូមឲ្យម្ចាស់កំពង់ដោនេះមេត្តាស្រោចទឹកតាមផ្លូវទៅចូលកំពង់ដោផងពីព្រោះថាហុយខ្លាំងណាស់ហើយម្ចាស់កំពង់ដោដឹងតែទៅយកលុយប៉ុន្តែអត់គិតពីរឿងផ្លូវ bà phlâu hôi khlang bếch nhà rùa nâu chất kháng nâng tiền nông rô si bài ạt kà tì chân xùm nông bố ai kháng mà chắc tục đó piêm chì con khát sốc con miết khát cầm phung chám chạc tật phong cầm mòi hồi bà thai bà toàn mộc tiết xa trong cáo cư xa mộc bì bà chìa bà rốt rùa nâu tam phlâu chiết lê bà mùi phlâu chiết tàu kháng khát xìm riêp mà như khang mê phùm phía tầm đón tề mô thà xông ai krom hôn lan krom tiền ốc đại thua đầm nào chênh vì phụ nông bênh tâu tức đây khát xìm riêng cứ thà chắp bị cập bông thông tâu là hốt cứ lan krom lươn lươn nè bà chân xông ai khang krom hôn lan krom nâng ai nẹ bạc bó bà thoi là vươn phong bà cổ thân nạc lắng nè bà ní hà chia xa rồi bỏ hòa chia bỏ rọt bỏ dừng mà bà ta đôi xa tài lâu bình liệt đó thì bình chọc đó hơi bà chồng chụp mùi nâng xảy la mùi nâng chụp liệt liệt tâu xong ọ côn chụp bộ đại cụ bình chạy cam để tên tài quam trốt cam thi hòng miết tăng việt nam hồ đó chọc ọ côn chụp bộ chia bỏ rọt tu tâu bà tiền cả bộ đó chụp nội ưu bật thom mùi nụ thoa tiền cả tu sản na nợ bò làm miền bất bất đại hòng miết bàn từ tổ bàn bà thay chồng mình ní hà khang phổ ôn pro khang chi mô tô chal ai mô tô ấy cái copy chẳng ấy để bọc cho môi mô tô click click mô tô click thà quay để thà bọc cho môi nâng một làn
là nuôi chi hết bà phụ mấy bạn đã bạn thưa cao bẩm phư chung bình dương tặng ổn nâng tại tụ bây ta nuôi chi bộ phun nó bỏ quạt chi cả đói bần tay của ta quạt mặt bán chập ràng đua tới cứ là nâng một bọc mèn bà thái quạt tầm lẹ cầm hoa thác hàng mà chả là nâng cứ quạt sở văn tiệt phong chẳng mình mèn chỉ cả bọc ở rùm lốp lưu phương chả là cho tế đời xa tế phư nâng có hôm thằng ổn hay là nâng cứ tự bọc quạt thèm đoàn chẳng bà này ta quạt đua nữa cứ đời xa là bọc mình mèn để quạt chập ràng tế bà quạt sống bà chạp bà nâng đầm bây công ôi ả dụt được thoát xâm nhập quạt bà đọc con chụp bố nẹ tu sân hà thằng ổ bà tới xa tập bình liệt bà dương đào tì bình chọp tờ hai khiêm chi mùi nâng xảy la rùm chi mùi nâng khổng ca nghĩa xông chìm liệt chụp khí nâng thay xa ách bà tỏ thiệt bà.